Nhưng mà Team Secret họ đang có một suy nghĩ khác, hình như là khóa luôn rồi Kha'Zix dành cho Kiang ở khu vực đi rừng. Như vậy là Kha'Zix dành cho Kiang trong vai trò đi rừng. Và để xem là Kha'Zix của Kiang anh ta sẽ cầm tốc hành hay là tốc biến. Rồi, ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu quyết định giữa hai đội tuyển Team Wales đối đầu với cả Team Secret chính Đức bắt đầu. Và ở ván thi đấu này, Team Wales họ sẽ ở đội xanh, trong khi đó Team Secret mặc dù họ là đội tuyển được lựa chọn team, nhưng quyết định của họ là Team 2. Mưa kiếm dành cho Ozzy ở đầu và lại với cả Orianna bây giờ đang có tình huống trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng. Husky kích vào tốc hành lên, anh ta đang muốn tấn công người Sparta đánh từ nhà tới trường. Trang này đánh từ nhà tới trường có thể được bởi vì Ozzy đang chặn và Orianna khá tốt nha, nhưng sát thương BJ là cực kỳ khủng khiếp với chinh phục tốc biến lên đến từ BJ. Anh ta tìm Husky, Husky nằm xuống rồi và Kiang bắt một tốc biến qua tường để có thể hứng tiếp của tên lính này. Còn Kiang đang muốn di chuyển lên sông trên để cướp cua Trang cực kỳ khó nha. Một pha di chuyển mà không chắc bụi đến từ Kiang. Và anh ta phải bỏ. Nhưng mà Glory anh ta biết được rằng là Kiang đang ở cánh dưới, có nghĩa là cái lượng mắt cũng đã được đầu tư xuống một cánh dưới rồi. Và giờ lại đi dưới hay gặp Kiang trong cuộc rừng. Đụng độ nhau, Kiang có độ 5 so với tốc độ 6 của đối phương làm choáng. Thích chinh phục rất nhanh, tuyệt mạnh được sử dụng ngay lập tức một tốc biến. Nhưng bên dây có tốc biến, anh ta đã chờ quy quy hụt mất rồi. Kasate đang tới, nhưng là một đổi một ở pha thi đấu này. Có hai mùa dành cho Hasmet và thế giờ qua để tung ra. Và Sparta đang chờ tốc biến qua tường. Và tấp hành từ Kasate, không biết là ta có muốn đuổi hay không, quyết định của ta là đủ không đuổi. Bây giờ BJ xuống rừng dưới này và sau đó thì có thể là tầm nhiệt tung ra. FD là người có thể sẽ bị kéo lại, ta bị kéo lại mũi tên sừng phá chính xác tấp tiến lên, nhưng mà thanh trừng được sử dụng vẫn đang nhập trận tuyệt mạnh được sử dụng và FD thấp máu. FD nằm xuống rồi. Bây giờ Kiang xuống chỉ là những cá nằm trên đất mà thôi, sau đó thì ta bắt buộc phải lùi về. Artemis của VKBE ở khu vực cánh dưới đang rất là Kiang. Khó chịu. Kiang bị lộ tầm nhìn, ui pha bóng bút hạng ám nó hụt và Kiang đã cố gắng sắp sát thương với cái đòn phủ đầu này nhưng tấp biến lên Rory và Kiang thấp máu rồi. Anh ta cố gắng tàng hình ngược lại đứng trong một ui rất hay bởi Kiang nhưng không sao cả, rất là đáng sợ và đã dễ có thêm một cái tiếng cào cũng cao đường giữa tiếp tục có gành và Kiang lấy được mạng Rory. BJ ở đây nhưng anh ta đã bị gây sát thương, anh ta không lấy được mạng Ares. Đua kill thành công dành cho Team Secret ở đường giữa, đó là Ares một mạng. Và hơn nữa thì Kiang cũng có được mạng rồi, chơi không máu tung ra. Rory ta bị tấn công và bây giờ đang chờ Q3 mở đường tung ra, vẫn cố gắng hất tung. Ui xoáy thành công dành cho Rory và anh ta bị chiên, đó là Hasmet. Và có lẽ như là Team Secret họ đang kéo người lên đây, họ muốn cạnh tranh với đối phương. 5-4 Bia đứng ở trong một cái góc khá khó chịu, anh ta kéo và có thể là tầm nhìn thẳng vào mặt của người FD. FD có hơi thở sự sống, anh ta tấp biến về thanh trường được xả ra chiêu cuối của Sparta lại không trúng FD và Kasate của Hasmet đang được chơi tấn công cả Rory. Và đây là tình huống mà Team Secret họ phản công thành công. Cái hơi thở sự sống và tốc biến nó kinh khủng quá. Hãy nhìn thấy bản đồ đi, mắt quá trời của Team Secret thì bây giờ đang bắt đầu tấn công thẳng SD. SD có chuông, anh ta né được kéo tuyệt mạnh để sử dụng. SD có hơi thở sự sống, anh ta lướt về được. Atemis anh ta không thể chơi, nằm xuống rồi. Kiang là người có mạng, BJ kết biết được cầm người trên sàn thủ đối phương, nhưng BJ cũng phải nằm xuống. BJ bắn vào người Kiang bởi vì BJ này cướp được hồn của đối phương. Ôi. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó là một lời xỉa quá gắt về Ares. Để xem coi, nhưng mà bên phía của Team Secret như họ cũng biết được hack này cũng đang ngắm tình hình. Người bị giữ chân lại là ai? Đây là Kha'Zix của Kiang. Lại một lần nữa các thành viên của Team Wales họ tìm vào người Kiang thành công. Họ đang tấn công Baron, tốc độ Baron là rất nhanh, tập trung đủ 5 người. Na cho tới Sparta chưa di chuyển, Baron còn 9.000 máu. Và bây giờ mới có dịch chuyển từ Sparta, gấp này gấp khá là khó nha. Milio trong tay của Taki phải tấp biến, anh ta mất đi hồi máu rồi. Kasate đã tới, đang chờ ôm và có được Baron dành cho các thành viên của TS rồi. Nhưng bây giờ Kasate bị lọt vào giữa vòng vây của đối phương. Và chiến thắng dành cho Team Wales. Họ vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Một chiến thắng mà Glory là người đã làm quá tốt ở trong pha giao tranh cuối cùng đó. Một cái sóng âm nó gom tới 3 người thành viên của Team Secret và nó mở ra cơ hội để mà Team Wales họ quét sạch 4 người và để lại mỗi Taki mà thôi, mà một mình Taki gần như không thể nào chống cự được trước đợt đẩy của cả 5 thành viên.